Cô chào các em, rất vui được gặp lại các em ở tiết học hôm nay. Hôm nay chúng ta sang chủ đề 2, họa tiết trang trí. Tiết 1, vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông. Chúng ta sang hoạt động 1, quan sát nhận xét. Các em quan sát, trên đây cô có 2 bài trang trí hình vuông. Các em thấy họa tiết trang trí là những hình gì nè? Các họa tiết này được đặt như thế nào? Màu sắc của họa tiết được vẽ ra sao? Các em thấy, để trang trí hình vuông, những họa tiết dùng để trang trí là hình hoa, hình lá, là hình con vật. Ở đây là hình con bướm. Họa tiết chính các em thấy được đặt ở ngay giữa của hình vuông. Họa tiết phụ được đặt ở 4 góc của hình vuông. Các họa tiết được đặt đối xứng qua các trục của hình vuông, qua trục đứng, trục ngang và 2 trục chéo. Họa tiết chính được vẽ to hơn họa tiết phụ. Về màu sắc thì những họa tiết được vẽ giống nhau thì sẽ tô màu giống nhau. Màu của họa tiết và màu nền thì sẽ vẽ khác nhau. Cô vừa cho các em quan sát 2 bài trang trí hình vuông. Tiếp theo chúng ta sang hoạt động 2 là cô sẽ hướng dẫn mình cách để trang trí hình vuông. Các em chú ý quan sát. Dựa vào tranh vẽ chúng ta thấy để trang trí hình vuông chúng ta có 5 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ trục. Để trang trí hình vuông chúng ta sẽ vẽ 4 trục. Một trục đứng, một trục ngang và 2 trục chéo. Bước thứ hai là mình sẽ tìm vị trí đặt họa tiết chính, họa tiết phụ. Họa tiết chính đặt ở giữa của hình vuông, nằm trong hình thoi. Họa tiết phụ nằm ở 4 góc của hình vuông. Bước thứ ba là mình sẽ vẽ họa tiết vào trong hình vuông. Họa tiết có thể là hình hoa, hình lá hoặc là hình con vật. Bước thứ tư là mình sẽ hoàn chỉnh họa tiết, bôi đi cái phần đường trục. Bước thứ năm là mình sẽ vẽ màu cho họa tiết và màu nền. Những họa tiết khi được vẽ giống nhau sẽ phải tô màu giống nhau. Màu họa tiết và màu nền tô khác nhau. Các em quan sát trang số 13 vở mỹ thuật. Xem cô hướng dẫn cách thực hành bài tập. Trong vở đã có một bài vẽ trang trí hình vuông nhưng mà vẽ họa tiết chưa hoàn thành. Các em sẽ tiếp tục vẽ tiếp họa tiết vào hình vuông cho hoàn thành bài. Các em chú ý quan sát, ở đây họa tiết là hình 4 con cá. Chụm lại, ở 4 góc của hình vuông có hình của những cái cọng rong. Sau khi vẽ hoàn chỉnh phần hình, bước kế đến là chúng ta sẽ vẽ màu. Để vẽ màu, chúng ta chọn những màu sắc tươi sáng để tô. Bốn con cá này được vẽ giống nhau nên khi tô màu mình sẽ tô giống nhau. Con cá gồm có các bộ phận là phần đầu, phần mình và phần đuôi. Ba bộ phận này các em có thể đổi màu. Tuy nhiên thì bốn con cá mình sẽ tô màu giống nhau. Bốn cọng rong ở bốn góc cũng phải tô màu giống nhau. Sau khi tô màu xong, ta sẽ chọn một màu để tô màu nền. Màu nền sao cho nổi bật được màu của các họa tiết. Chú ý tô màu đều, không để lem ra bên ngoài. Cô vừa hướng dẫn các em cách vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông ở trang số 13 vở mỹ thuật. Bây giờ các em chú ý nghe cô dặn. Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình vuông ở trang số 13 vở luyện tập mỹ thuật. Hoàn thành bài, sau đó chụp hình gửi lên Link Padlet đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Chuẩn bị bài vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào đường viền. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chào các em.